Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay lại một lô xe mới về ha, đủ tất cả các loại cho anh chị bạn ha. Thì mình cập nhật cho anh chị bạn nha. Anh chị bạn chịu khó tham khảo kỹ ha. Địa chỉ là 497 A Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Dương. Phường An Bình, Giang, thành phố Giang, Bình Dương ha. Hôm nay thì có rim này, có quay này. Rồi, thì đồng hành giới thiệu hôm nay thì có chị Hà hỗ trợ giới thiệu mà chị Hà. Hello, chào mừng tất cả anh chị em và các bạn lại quay trở lại với live của chợ xe 24 giờ cũng như cửa hàng xe Cao Lê em nhé. Vâng, ngày nào cũng thế và ngày nào cũng vậy, các anh chị này cứ đến hẹn lại lên nha các anh chị. Hôm nay bên cửa hàng xe Cao Lê em lại về rất nhiều xe đẹp luôn. Em và Việt lại tiếp tục like và báo giá cho mọi người nhé. Ai mua ghé ủng hộ em, mai chủ nhật rồi bớt chút thời gian ghé xem xe nha các anh chị. Mới mùng 8 tháng 3 xong này, có ai mà chưa nhận được quà không ta? Bữa quay live trước em quên chúc mừng các chị em phụ nữ đi. Thôi thì chúc sau cũng được ha. Cái chúc chị em phụ nữ luôn xinh đẹp và thật là bình an hạnh phúc nhé. Vâng, em và Việt đi like và báo giá xe. Các chị vào xem like nhớ cho em một like chia sẻ ủng hộ các anh chị nha. Địa chỉ của em vẫn là 497 Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Bên cửa hàng em là có mua bán này, có trao đổi này, có hỗ trợ trả góp, có hỗ trợ ship xe cho anh chị em luôn nha. Ai mà lấy xe tại cửa hàng thì em bớt lộc lá, ai ship xe về thì em bao phí ship. Tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm cho anh chị em mình đầy đủ nhé. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Rồi. Hôm nay em mới về chiếc xe rim Trung Quốc đi làm nè. Rim này máy của Habico nha các chị nhé. Đề bọng đầy đủ máy êm. Đấy. Xe này đi làm rất là ok luôn. Biển số 70 Tây Ninh nha các chị. Biển số 70 Tây Ninh. Chốt đơn bán anh chị em mình 4.200.000 đồng. Đó, đề bọng đầy đủ máy êm, xe rất là đẹp nha các anh chị nhé. Okay. Xe cực kỳ đẹp luôn này. Máy móc êm ru luôn. Rồi. Còn ai mà mua xe 50 cho con em mình đi học đi làm không cần bằng lái, xe này xe 50 này. Này con gái vào đại học. Anh trai từ Sóc Trăng lên. Đấy. Đổi một chiếc và mua thêm cho con gái một chiếc Vision luôn. Đấy. Nay thì bên cửa hàng em cũng chốt được rất nhiều xe luôn. Đấy. Anh chị em xa gần đã không quản đường xá xa xôi đã về đây ủng hộ em rất nhiều nhé. Niềm vinh hạnh lớn, em cảm ơn anh chị em rất nhiều nhé. Chiếc quay này là quay 50cc nha các anh chị. Đồng hành cùng con gái bước sang đại học. Ba tặng cho con Vision phiên bản cá tính luôn. Xe này 83 Sóc Trăng luôn này các anh chị này. 83 TG 00154. Đấy, quay 50cc nha các anh chị nha. Quay 50cc khá là đẹp luôn. Đấy. Liền là cứng cáp cho anh chị em mình nhé. Bán anh chị em mình 7.500.000 đồng luôn. 7.500 cho một chiếc quay 50cc này còn anh rất là đẹp luôn. Anh chị và bạn nào mình có con đi học á, mua con này nè, đừng có mua xe mới nó tư 16 ra tiền nó thành 18, 19 triệu gì á. Anh chị em mua con này con mình đi chỉ tầm 3 năm thôi. Đúng rồi. Đủ tuổi 18 tuổi con em mình không đi xe 50 đâu, các chị mua xe mới uổng tiền. Đấy, mua xe này đi chán bán lỗ 2-3 triệu là cùng thôi. Vâng, em bán anh chị em mình 7.500.000 đồng nha các anh chị nhé. 7.500.000 đồng. Quay Vision đây chị. Quay. Vâng, đây em mới về. Cái đây. Em mới về chiếc Vision nè. Vision đẹp lắm luôn, em này bán nhiều Vision mà lại cũng về nhiều nè. Chiếc Vision này biển số 59T1 99557, phiên bản 2017-18 anh chị nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn. Máy móc êm rin, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Em chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 19.300.000 đồng. 19.300.000 các anh chị nhé. Ai kết chốt này các anh chị nè. Ok. Đây lại cũng Vision tiếp nữa các anh chị này. Phiên bản màu đỏ tươi này. Xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn các anh chị nè. Bán anh chị em mình 19.2 luôn. 19.2. 2018 nha các anh chị nhé. 2018. Rồi. Xe rất đẹp luôn này. Vision rồi, trong màu đỏ thì có màu xanh. Ai thích màu xanh mình lấy màu xanh. Xanh lá cài rất nổi luôn. Đây màu xanh rất nổi luôn, biển 61 Bình Dương. Đấy, biển số 61 Bình Dương các anh chị nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn nè. Bán anh chị em mình 17.500.000 đồng. Ok. Đấy, cho một chiếc Vision màu xanh lá cây. Rồi. Ai thích nô 5 mình chốt nô 5 các anh chị nè. Nô 5 này biển số 99 nha. Máy cực êm luôn. Bán anh chị em mình 6.900.000 đồng thôi. FI full xăng điện tử 125. Đấy. Anh chị em mình nhá, thích AB mình lấy AB này, AB phiên bản 2014-15 luôn, màu cam đen nha các anh chị mình nhá. Màu cam đen, rất là đẹp luôn, biển số 60 Đồng Nai. Em bán anh chị em mình 15.900.000 đồng. 15 triệu 9.
15,9 triệu nha các anh chị nhá. Mình quay mấy con này luôn em. Chiếc này da nô da các anh chị này. Ôi nô da màu trắng rất chỉ là dễ thương luôn. Biển số 62 Long An. Số 62 Long An luôn các anh chị nhá. Bán anh chị em mình 10,900,000 đồng luôn. 10,900. Cho bớt cái hàng ngoài vào đây đi. Phú chờ này mọi người. Em có chiếc future bánh mâm thắng đĩa biển số 68 Kiên Giang. Phiên bản 2014-15 các anh chị nhá. Em bán anh chị em mình 15,500,000 đồng. 15,500. 15 năm cho một chiếc xe future bụng bự 2014-15 này. Rồi. Trong này có future luôn này. Em có chiếc future 2017 các anh chị này. Bọc keo nguyên con luôn, biển số 95 Hậu Giang. Bánh mâm thắng đĩa FI phun xăng điện tử các anh chị nhá. Em bán anh chị em mình với giá là 17,900,000 đồng. Xe này đang bọc keo nguyên con luôn này. Bánh mâm thắng đĩa FI phun xăng điện tử này. Rồi. Em có chiếc Vision đỏ tươi rất chi là đẹp nữa các anh chị ạ. Biển số 73. Đấy, biển 73 Quảng Bình, xe cực kỳ đẹp nhá. Máy móc êm zin cho anh chị em mình này. Bán anh chị em mình 19,800,000 đồng. 19,8. 19,8 nha các anh chị nhá. Xe khá là đẹp luôn này. Đấy, biển số 73 Quảng Bình. Giàn nút. Giàn nút này phiên bản khóa thông minh. Hứa mà chưa sạch luôn này. Biển số 48 Đắk Nông các anh chị nhá. 48 Đắk Nông, phiên bản khóa thông minh. Màu xám cam đen 3 màu phối hợp. Em bán anh chị em mình với giá là 16,500,000 đồng. 16,500. 65 nha các anh chị. Rồi. Winner X. Em có chiếc Winner X mới về này, phiên bản 2020-21 luôn, biển số 85 Bình Thuận. Máy móc êm zin nha các chị, xe cực kỳ đẹp luôn, phiên bản màu đỏ đen. Em bán anh chị em mình 20,500,000 đồng các anh chị nhá. 20,5 cho một chiếc xe Winner X. Cái này. Ok. Jack bớt đi. Đây. Rồi, đây nha, có những chiếc xe quay đi làm nữa các anh chị nè. Quay này quay S mấy trăm mười này. 8,300,000 đồng. Và đây chiếc quay RSX 110 nha các anh chị nhá. 8,2 triệu luôn. Rồi. Tiếp tục con này quay. Quay này là quay cá lau kiếc, máy 100 nha các anh chị. Em bán này chị mình 8,300,000 đồng, biển số Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Có em có chiếc Bio bụng bự mới về các anh chị này, xe rất chi là đẹp nhá. Máy móc êm zin. Biển số để em coi cái biển số bao nhiêu nào. Biển số 61 Bình Dương nha các anh chị. Xe cực kỳ đẹp, máy móc nguyên zin này. Bán này chị em mình 6,500,000 đồng. Đi làm, đi chở con, đi học rất chi là ok các anh chị này, đi chợ okay. Đi búa nhá. Rồi, tiếp tục quay S. Vâng, quay S 110 này 8,200,000 đồng luôn các anh chị này. Rồi. Surus. Và chiếc Surus này biển số 95 Hậu Giang. Em bán anh chị em mình 9,300,000 đồng. Đấy, mua đi làm rất chi là ok các anh chị nha, 9,3 triệu. Vâng, bên trong nhà thì đang còn rất nhiều các mẫu xe này. Và hai bên cửa hàng em là cách nhau 10 mét thôi. Và rất nhiều các mẫu xe tầm trung, tầm vừa phục vụ tất cả anh chị em mình nha. Đấy, anh chị em mình nhớ like, chia sẻ, ủng hộ nha các anh chị. Đây, những dòng xe cao cấp có luôn nè. Ai thích nha. Cái này. Ai thích SH cao hồi lấy SH cao, ai thích SH mod lấy SH mod nè. Cao bữa nay còn đấy. Một con thôi. Cao còn một con thôi. Rồi. Ai thích đẹp sai thì lấy bản Đô Xô. Đẹp sai đặc biệt á. Phiên bản đặc biệt này xe cực kỳ đẹp. Mà đèn LED ba quang và đồng hồ điện tử các anh chị nhá. Biển số 66 Đồng Tháp 2020. Em bán anh chị em mình 23,500,000 đồng. 23,500. Con này. Vâng, chiếc này biển 66 Đồng Tháp luôn ngay chị này, 2017-18 luôn. Em bán này chị em mình 18,500,000 đồng ngay chị nhé. 18 năm. Rồi, có con này. Exide 135 này. Em bán này chị em mình 13,500,000 đồng. 13,500. Janus bán này chị em mình 13,9 triệu nha ngay chị nhé. Rồi, Vision. Và Vision đen nhám bán này chị em mình 19,800,000 đồng luôn. Ok. Đấy. Con này. Còn ai thích SH mod, mình chốt SH mod ngay chị này. SH mod chưa bằng tiền Vision mới đâu, đi cũng rất chi là sang chảnh luôn. Màu đỏ phiên bản 2015. Biển số 69 Cà Mau. Xe này công chứng được anh chị nhé. Bán anh chị em mình 30,900,000 đồng. Ok. Đó, ra tên được nha mọi người. Rồi, con bên này. Vâng, con này 2016, biển số 61 Bình Dương. Em bán anh chị em mình 31,500,000 đồng nha các chị. 31 năm. Bữa trước có cái con mà 29 là bán rồi nha mọi người. Con 29 là bán 29 đúng không? Không, như, con 299 là có con màu đen kìa. Không, bữa con một con màu trắng trước là bán luôn rồi. Màu trắng bán rồi. Ok. Còn màu xám bạc, con màu xám bạc ấy nhiều người hỏi lắm mà bán rồi. Rồi, con SH cao này mọi người. Cái này SH cao các anh chị nhá, phiên bản 125 2015.
biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em bán này chị em mình 42.500.000 đồng. 42.500. Tiếp tục SH Mod màu xanh lật chuối này, phiên bản khóa thông minh 2017. Em bán này chị em mình 24.900.000 đồng. Khóa thông minh cao cấp nha các anh chị. Vâng, chiếc Vision này màu đen nhám này, biển số 68 Kiên Giang. Phiên bản này là phiên bản cá tính anh chị nha. Hôm nay là em bán 3 chiếc Vision màu mới luôn rồi nè. Chiếc này em bán này chị em mình 28.500.000 đồng. Màu đen nhám phiên bản cá tính cực kỳ đẹp luôn các anh chị nè. Ai kết chốt các anh chị nha. Vâng, hôm nay hai con nhé. Chiếc này phiên bản cao cấp nè. Chạy 6.000 cây thôi, biển số 84. Xe cực kỳ đẹp luôn, đang bọc keo nguyên con. Em bán anh chị em mình 265 các anh chị nha. 265. Rồi, con này. Vâng, chiếc Lít 125 này. Hôm nay cuối tuần này giảm giá anh chị em mình nè. Chiếc này, hai chiếc này là 22 năm đồng giá luôn này. Hai con này là em giảm 1 triệu luôn. Bán 21 năm cho mọi người luôn. Mẫu mới nha. Mẫu mới phiên bản mẫu mới nha. Phiên bản khóa thông minh nha. Riêng trong cái line này em bớt anh chị em giảm anh chị em mình 1 triệu này. 22 năm giảm 1 triệu còn 21 năm. Chiếc màu xanh đen biển 61, chiếc màu trắng biển 95. Đấy. Anh chị em mình thích chiếc nào lấy chiếc đó nha. Chung là bán cũng khá là nhiều. Đây bữa nay bán trống nhà hết rồi. Vao trang giá Vao 150 đâu? Còn con nào? Vario 150 vừa bán con, còn con màu xanh. Con màu xanh mới về á. Con màu xanh mới về. Đây chiếc này 125 này 2021-22 luôn các anh chị này. Bọc keo nguyên 66 xe. Đồng Tháp nhé. Xe đẹp lắm, bọc keo nguyên con luôn. Em bán này chị em mình 29.500.000 đồng. 29.500. Vao 125 chị. Vâng, chiếc này 125 màu trắng đỏ đen 3 màu phối hợp này. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em bán này chị em mình 29.500 luôn nhé. 29.500. Đấy, 3 chiếc này đồng giá luôn này. Chiếc này 2022 biển 95. Bán này chị em mình 295 luôn. Đấy, anh chị em mình thích màu nào lấy màu đó này. Vâng, chiếc AB này biển 61 Bình Dương. Phiên bản 2020 các anh chị nhé. Em bán này chị em mình 29.900.000 đồng. Rồi, tiếp tục. Vâng, chiếc này 2022 luôn. Ngay chị này biển số 76. Màu trắng đen rất dễ thương luôn. Em bán này chị em mình 275 nhé. 275. Basic. Basic màu xám bạc này. Biển 60 Đồng Nai. Em bán này chị em mình 19 năm. Hôm nay các anh chị đặt cọc xe thì em cũng đã ship xe hết rồi nha. Okay. Này ship mấy chuyến là luôn. Là bữa nay ship hết rồi đó hả? Miền Bắc thì nhà xe vừa bốc 3 chuyến này. Một chiếc về Hà Nội, Basic về Hà Nội này. LVS thì về Ninh Bình này. Rồi AB thì về Nghệ An. Đấy, các anh chị vài hôm nữa là nhận được xe nhé. Còn anh chị miền Tây đặt cọc xe thì mai nhận được xe. Okay. Con về Châu Đốc và con về cái gì ta? Vị Thanh Hậu Giang. Đấy, cảm ơn anh chị em rất nhiều luôn. Rồi, tiếp tục AB Lên Thái. AB Lên Thái này biển số 93 Bình Phước các anh chị nhé. Em bán này chị em mình 15.900.000 đồng. Novit 125. Vâng, Novit 125 này. Con này 2018 luôn. Biển 63 Tiền Giang. Em bán này chị em mình 17.800.000 đồng. Đó này, anh em nào mà không thích 125 thì có thể mua 150 này mọi người. Đây. Con này chiếc, đẹp. Đây có chiếc Novit 150 này đẹp lắm luôn này. Đấy, xe này 150 màu xanh bạc các anh chị nhé. Màu xanh GB biển số 61 Bình Dương. Khóa thông minh và thắng ABS luôn. Em bán này chị em mình 19.500.000 đồng nha các anh chị. 19.500. 19.5. Ok. Rồi Vision. Vâng, Vision này là phiên bản 2019-20, phiên bản khóa thông minh các anh chị nhé. Em bán này chị em mình 22.500.000 đồng. 22.500. SH Mod. Vâng, chiếc SH Mod này biển số 61 Bình Dương các anh chị này. Xe này công chứng được cho mọi người luôn này. Bán này chị em mình 29.900.000 đồng. 29.9. Phiên bản 2014 okay. Biển 61 đó. Thuận An Bình Dương. 29.9 bữa nay anh em có thể mua con này á. Một màu trắng thì không còn nữa đâu. Rồi, màu Vario 150 này chiếc mọi người. Chiếc này Vario 150 2019 các anh chị nhé. Biển 62 Long An. Em bán này chị em mình 29.500.000 đồng. Tức ra con này rỉ hơn con rẻ con kia 2 triệu. Con này đổi được xe cho nên bán rẻ cho anh chị em okay. Mình luôn. Rồi. Vâng, chiếc này Basic màu trắng trắng nâu các anh chị này. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em bán này chị em mình 19.800.000 đồng. 19.800. AB. AB này 2010 FI phun xăng điện tử Lên Thái các anh chị nhé. Biển 61 Bình Dương. Em bán này chị em mình 15.700.000 đồng. 15.7. Vâng, chiếc Vision này biển số 62 Long An này. 2017-18 luôn các anh chị nhé. Màu trắng sữa rất chi dễ thương luôn. Em bán này chị em mình 18.900.000 đồng. 18.9. Lick. Vâng, chiếc Lick này 2014-15 biển 61 Bình Dương. Em bán này chị em mình 15.500.000 đồng. 15.500. Ai kết chốt các anh chị nhé. Rồi, Future này mọi người. Ai thích Future LED thì mình lấy Future LED nha các anh chị. Future LED mấy chiếc này giá cũng dễ thương nhá. Đây, chiếc này biển 66 Đồng Tháp 2019. Bán này chị em mình 21 năm.
Chiếc này 62 Long An, bánh mâm thắng đĩa bán 21 năm cho mọi người luôn, 2020 này. Màu chiếc này màu xanh đen, biển 94 Bạc Liêu 2021. Em bán này chị em mình 23 triệu 500 ngàn đồng. 23 triệu 500. 23 năm ngay chị nhá. Rồi, tiếp tục con AB này AB. 2017-18 luôn ngay chị này. Màu cam xám đen 3 màu phối hợp luôn, mới về đội này. Biển số 61 Bình Dương. Em bán này chị em mình 20 triệu 500 ngàn đồng nha các chị. 20 triệu 500. Exide phiên bản 150, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán này chị em mình 17 triệu 900 ngàn đồng. Jupiter. Jupiter 2015 FI phun xăng điện tử, biển 61 Bình Dương. Em bán này chị em mình 13 triệu 500 ngàn đồng. 13 triệu 500. Ai kết chốt nha các anh chị nhá. Vâng, đây Vision đen nhám các anh chị này. Phiên bản 2017-18 luôn này. Bán này chị em mình 18 triệu 900 ngàn đồng, biển số 60 Đồng Nai các anh chị nhé. Rồi, AB. Vâng, chiếc AB này biển 66 Đồng Tháp này, xe cực kỳ đẹp luôn các anh chị. Trắng xám đen 3 màu phối hợp, em bán anh chị em mình 16 triệu 200 ngàn đồng. 62 các anh chị nhé, cực kỳ đẹp AB luôn. Này. Đấy, xe nhà em lại tiếp tục về ngoài kia nữa kìa. Vâng, đây chiếc AB này phiên bản 2017, biển số 62 Long An luôn các anh chị này, phiên bản màu xanh bạc. Em bán anh chị em mình 20 triệu 500 ngàn đồng. 20 triệu 500, màu đỏ đen. Vâng, màu đỏ đen này 67 An Giang 2016-17 này, em bán này chị em mình 19 triệu 900 ngàn đồng ấy chị nhé. Tiếp tục màu đỏ đen này mọi người. Vâng, màu đỏ đen này biển số 83 Sóc Trăng, em bán này chị em mình 15 triệu 9 2015 ấy chị nhé. Vision. Vâng, Vision này 67 An Giang này, xe cực kỳ đẹp luôn, siêu siêu cọp luôn, 20 triệu 500 ngàn đồng. Okay. 2018. Tiếp tục màu đỏ đô, à đỏ tươi chứ. Vâng, đỏ tươi này biển số 69 Cà Mau, em bán này chị em mình 19 triệu 800 ngàn đồng. 800. Vâng, đây em có chiếc AB 2010 FI phun xăng điện tử lên Thái này. Mới về nữa các anh chị này. Biển số 39 Biên Hòa Đồng Nai. Em bán này chị em mình 15 triệu 900 ngàn đồng. 15 triệu 900. 15 triệu 9 các anh chị nha. Jupiter. Jupiter FI phun xăng điện tử biển số 60 Đồng Nai. Bán này chị em mình 12 triệu 500 ngàn đồng thôi. 12 triệu 500. Future. Đấy, trắng xanh đen 3 màu phối hợp. Future 2015-16 biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán này chị em mình 14 triệu 500 ngàn đồng các anh chị nha. Rồi. Đây AB 2010 này, FI phun xăng điện tử lên Thái rất chi là đẹp nữa các anh chị này. Biển số 61 Bình Dương. Em bán này chị em mình 16 triệu 500 ngàn đồng nha các anh chị. 65. Tiếp tục con Vision này biển số 73 Quảng Bình, phiên bản khóa thông minh cao cấp. Em bán này chị em mình 21 triệu 500 ngàn đồng các anh chị. Tiếp tục con Vision màu đỏ đô. Vâng, Vision màu đỏ đô biển số 84 Trà Vinh. Bán này chị em mình 20 triệu 500 ngàn đồng. 20 triệu 500. Màu đen vâng, Vision đen nhám, biển số 70 Tây Ninh. Cực kỳ đẹp luôn các anh chị nha. Bán này chị em mình 19 triệu 800 ngàn đồng. 19 triệu 8. Tiếp tục màu vâng, đỏ đô. Màu đỏ tươi, biển 70 Tây Ninh. Bán này chị em mình 20 triệu 500 luôn. 20 triệu 500. Màu xanh Vision này, màu xanh đen, biển số 84 Trà Vinh. Em bán này chị em mình 19 triệu 500 ngàn đồng. 19 triệu 500, màu đen. Vâng, Vision đen nhám, biển số 70 Tây Ninh. Em bán này chị em mình 19 triệu 800 ngàn đồng. 800. Đó, anh chị vàng thay đi. Riêng về Vision thì nó không có thiếu cái màu gì cả. Vision có nhu cầu thì cứ tới nha. Rất nhiều luôn, những đặc biệt là mẫu xe cho chị em phụ nữ chạy này, như Grander, Lead, rồi Janus, Noza, rồi Mio Classico, nói chung là rất nhiều luôn các anh chị nhá. Rồi. Chiếc này là Grander này biển số 47 Đắk Lắk. Em bán anh chị em mình 15 triệu 900 ngàn đồng. 15 triệu 9. Con bên này thì Grander. Vâng, con bên này biển 70 Tây Ninh, em bán 15 9 cho anh chị em mình luôn này. Chiếc này màu xám xi măng biển số 72 Vũng Tàu. Em bán này chị em mình 16 triệu 300 ngàn đồng. Tiếp tục AB đỏ đen. AB đỏ đen 2015 ngay chị này, biển số 95 Hậu Giang. Em bán này chị em mình 15 triệu 900 ngàn đồng. 15 triệu 900. Novo 6 màu xanh bạc, biển số 66 Đồng Tháp. Em bán này chị em mình 11 triệu 500 ngàn đồng nha các chị nhé. AB đầu bò. AB đầu bò biển số 94 Bạc Liêu. Em bán này chị em mình 10 triệu 900 ngàn đồng luôn. Màu đỏ đen rất đẹp. Novo 6 màu đen xám, biển 64 Vĩnh Long. Em bán này chị em mình 11 triệu 800 ngàn đồng nha các anh chị nhé. Mio Classico. Mio Classico này biển số 61 Bình Dương. Em bán này chị em mình 9 triệu đồng nha các anh chị, 2011. Noza. Vâng, Noza này biển số 71 Bến Tre. Em bán này chị em mình 10 triệu 900 ngàn đồng luôn. Tiếp tục Vision màu đỏ. Vâng, Vision đỏ nhám, biển 60 Đồng Nai. Em bán này chị em mình 12 triệu 900 ngàn đồng nha các anh chị mình nhé. Tiếp tục con bên AB. Em là có mua bán này, có trao đổi, có hỗ trợ trả góp, có hỗ trợ ship xe.
Và Trà Góp bây giờ có làm online được nha các anh chị nha. Các anh chị muốn làm online đúng rồi. Ngân hàng Home Credit bây giờ làm online được á. Ai muốn làm online thì chụp căn cước gửi qua. Quét mã QR rồi gửi số điện thoại qua Zalo giùm em nha. Em kêu ngân hàng kiểm tra thử nha các anh chị nha. Đặc biệt là anh chị em mình vay rồi đóng tốt là được. Nói chung là kiểm tra cũng vậy mà anh chị em mình đến cửa hàng đã từng vay Home là ok. Đấy, các anh chị mình nói chung là mình vay được hay không, mình là người rõ ràng hơn ai hết. Mình không có đóng chậm đóng trễ gì là vay được nha các anh chị nha. Đấy, em sẽ hỗ trợ cửa hàng làm hồ sơ trả góp cho mọi người nhé. Vâng, AB 2010 trước màn hình tất cả anh chị em mình nè. Biển số 71 Bến Tre. Em bán anh chị em mình 13.500.000 đồng. FI phun xăng điện tử. Tiếp tục màu đen nữa nè. Chiếc này màu đen bạc luôn các anh chị nhé. Biển số 54 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán anh chị em mình 13 năm luôn. 13 năm, da nút nè. Xe nớt này đỏ nhám, biển số 69 Cà Mau. Em bán anh chị em mình 12.900.000 đồng nè các anh chị. Mọi người nhìn đi, bán trống lưa thưa hết cơ. Bán rồi. Trống hồi nãy trống quá trời, chị mới đưa lên đó đó chứ. Chiếc này Vision, Vision mẫu phiên bản 2015-16, biển số 84 Trà Vinh. Em bán anh chị em mình 17.500.000 đồng anh chị nhé. Tiếp tục AB. AB 2013-14, biển số 61 Bình Dương này. Xe này siêu cọp luôn á, bán anh chị em mình 15.700.000 luôn này. Rồi, Noza. Vâng, Noza nhỏ nhắn xinh xắn, màu trắng rất dễ thương luôn, biển 70 Tiên Ninh. 10.900.000 đồng nha các anh chị nhé. Vâng, lít màu trắng này 125, biển số 67 An Giang. Em bán anh chị em mình 16.500.000 đồng luôn. 500. Vision. Vâng, Vision này biển 60 Đồng Nai. Em bán anh chị em mình 12.900.000 nhé. Xe cực kỳ đẹp luôn này, màu đỏ đô. Chiếc này biển số Thành phố Hồ Chí Minh này, màu nâu cà phê này. Em bán anh chị em mình 12.800.000. Ok, con này. Akuzo 125 này bán anh chị em mình 13.000.000 thôi nhé. 13.000.000. Ai ít tiền hơn mình lấy click cũng được anh chị này. Click nhỏ này. Màu đen rất chi là đẹp luôn, 8.900.000 đồng. 8.900.000. Màu đỏ. Màu đỏ biển số 48 Đắk Nông, 9.200.000. Rồi. Kimco 50. Xe này Kimco 50cc màu đen nhám 2020 biển 69. Em bán này chị em mình 13.500.000 đồng. 13.500.000. Đây click nhỏ này, đẹp siêu cọp luôn này, 2010 này. Biển 61 Bình Dương, em bán này chị em mình 9.500.000 đồng. Xe cực kỳ đẹp quá anh chị này. Noza. Noza mới về đây, nhỏ nhắn xinh xắn, màu xe màu xanh nhám. Đẹp lắm mọi người. Đấy, màu xanh nhám nha anh chị nhé. Biển số 68 Kiên Giang, em bán này chị em mình 10.900.000 đồng luôn. Vision. Vision mới về đội nữa này. Xe này bọc keo nguyên con, em mới lột nhá, inox nguyên con luôn, bao chạy ngon luôn, máy móc êm zin. Bán này chị em mình 12.900.000, biển số 62 Long An. Ok. Asilo. Asilo này biển số 60 Đồng Nai các anh chị nhá. Em bán này chị em mình 8.900.000 đồng thôi này. 8.900.000. Sirius. Sirius FI phun xăng điện tử. Biển 66 Đồng Tháp, em bán này chị em mình 9.300.000 đồng thôi. Con này có con gì? F của em. Con này là Elegant, 50cc, màu đen nhám, biển 71 Bến Tre. Bán này chị em mình 7.900.000 cho 7 con 9. Em mình học đi làm không cần bằng lái này. Rồi. Vâng, chiếc Lít 110 này biển số 93 Bình Phước. Này. Em bán anh chị em mình 8.900.000 đồng thôi. Ok. 8.900.000. Quay Alpha này mọi người. Quay Alpha này biển số 77 Bình Định, 12.900.000 nha các anh chị nhé. 2019. Màu xanh. Xe này màu xanh biển 67 An Giang, bán anh chị em mình 12.900.000 luôn này. Và chiếc này 2022 này biển số 79, bán anh chị em mình 13.500.000 luôn. Xe đẹp, máy êm zin cho anh chị em luôn nhá. Đó. Ra ngoài đây thì có mấy con mới vừa về mọi người. Mấy con mới về nữa nè. Thì em có xe mọi này. Người nhìn đi. Thay đổi rất bán là liên nhiều tục luôn này. Đấy. Xe là hàng ngày về, hàng ngày hàng giờ luôn các anh chị ạ. Đấy, mỗi ngày là mấy chuyến về phục vụ mọi người luôn này. Xe nhà em là 24/24 luôn. Đi ship xe rồi đi mua xe về phục vụ anh chị em này. Đấy, có hai chiếc mới về, hai xe mới về rồi. Đây đây. Đây có một chiếc Click và một chiếc Vision. Này Vision này. Rồi. Đấy, Vision mẫu mới này mọi người. Này. Mẫu mới rất là đẹp nha. Phiên bản 2021-22 luôn nha các anh chị nha. Bọc keo xe nguyên đẹp, xe. Máy engine. Xe này bọc keo nguyên con này. Xe rất là đẹp luôn các anh chị ạ. Đấy, máy thì thầm mùa xuân luôn này. Này em bán 3 con Vision mẫu mới luôn, giờ lại về một con này. Phiên bản 2021-22 nha các anh chị nhé. Xe này hôm nay em bán anh chị em mình. Cậu ơi, hỏi anh Lê coi con này bao nhiêu này.
Rồi có con clip mới về nữa này. Bao nhiêu? 26,8 26,8 triệu đồng. Bọc keo nguyên xe nha. Bọc keo nguyên con luôn nha các anh chị nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này quá đẹp. Đẹp lắm, chưa rửa keo luôn mà đẹp keo mà. Luôn. Đang bọc keo nguyên con luôn, 265. Clip. Xe này dàn áo hơi ngả màu rồi. Đấy. Để vậy, để vậy bán anh chị em mình 7,9 triệu, còn nếu dọn vào phải thêm 1,5 triệu tiền sơn dàn áo. Cho đi spa thì khác. Cho đi spa là phải thêm phí các anh chị nha. 7,9 triệu cho chiếc click. Rồi, thì đó là giá xe mình với chị Hà cũng đã báo hết rồi, những cái dòng xe mà tại cửa hàng. Còn cái lô mà cửa hàng bên kia anh em có thể là tìm lại clip trước á. Rồi, cảm ơn chị Vàng. Cảm ơn các anh chị rất nhiều nha. Một lần nữa thay mặt cửa hàng kính chúc anh chị em mình một buổi tối thứ bảy vui vẻ nhé. Mai chủ nhật rồi, ai mua xe gì thì bớt chút thời gian ghé xem xe ủng hộ em nhé. Em xin đọc lại địa chỉ một lần nữa là 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Em ngay cổng chợ Dĩ An 2, cách cầu vượt Linh Xuân và cầu vượt Sóng Thần khoảng 1 cây số thôi các anh chị nhé. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người nhé.